Hương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin đóng nhất có trong ngày. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay. Vợ hai Vân Quang Long thưởng nóng 30 triệu cho ai tìm ra tên lừa đảo trong vụ đưa cho cốt chồng về Việt Nam. Bài viết mới nhất trên trang cá nhân, Linh Lan đã bày tỏ sự bức xúc của mình khi bị dư luận cho rằng là đồng lõa trong vụ đưa cho cốt cố ca sĩ Vân Quang Long về Việt Nam. Theo đó, cô khẳng định bản thân cũng là nạn nhân trong sự cố đó vì quá nôn nóng để được gặp mặt chồng lần cuối nên đã bị lừa mất 100 triệu đồng. Đồng thời Linh Lan cũng cho biết thêm, nếu ai tìm được ra kẻ xấu đó, cô sẽ trực tiếp thưởng nóng 30 triệu đồng xem như món quà cảm ơn. Linh Lan chia sẻ. Về vụ 100 triệu Lan bị lừa vì nôn nóng, muốn mang hài cốt của anh Long về Việt Nam nên mới bị lừa. Nếu anh chị nào đã tìm ra tên lừa 100 triệu của Lan như anh chị nói, thì các anh chị mang cái tên lừa 100 triệu đó ra công an cũng như giúp công an luôn. Cả giúp Lan kiếm lại 100 triệu thì Lan sẽ thưởng nóng 30 triệu cho người tìm ra tên lừa của Lan. Chứ Lan là người bị lừa vì quá nôn nóng mang hài cốt của anh Long về để gặp anh Long lần cuối nên mới bị lừa. Nhưng Lan không nói thì thôi, sao anh chị bàn phím hay vậy? Lan bị lừa, Lan mang nợ và Lan tự trả số nợ đó, anh chị bàn phím có trả giúp Lan không? Bên cạnh đó vợ hai Vân Quang Long cũng tiết lộ thêm chuyện mình đang cố gắng làm việc để dành tiền trả số nợ của chồng và bản thân đang thiếu vì sự nôn nóng không tính kỹ càng. Thật sự Lan giờ phải cố gắng làm để dành mà trả số nợ, anh Long thiếu gia đình kèm theo số nợ mà Lan nôn nóng nên bị lừa nữa, vì vậy Lan phải cố gắng làm thật nhiều để lo cuộc sống gia đình và con gái nhỏ chưa được 3 tuổi của Lan anh Long nữa nên đừng kiếm chuyện với Lan nữa. Chân thành cảm ơn. Hàng ngày nhìn Helen khóc khi Lan đi làm mà lòng đau như cắt. Không hiểu thì thôi, cũng đừng kiếm chuyện Lan nữa được không? Qua sự việc này, Linh Lan mong muốn hai mẹ con sẽ luôn cùng nhau cố gắng. Bởi cô biết mình đang nợ con một gia đình hạnh phúc nên điều có thể làm là nương tựa lẫn nhau. Cô viết, Helen cố gắng cùng mẹ Lan con nhé. Ba Long hy sinh cực khổ cũng vì thương Helen nhất, muốn con không thua ai. Ba Long làm được, mẹ Lan cũng sẽ làm được. Cực khổ mẹ Lan không sợ, vì khi ở bên vườn còn cực hơn gấp nhiều lần mà mẹ Lan còn chịu được thì buôn bán hay làm nặng như này có là gì đâu. Con gái Helen của mẹ cố lên, cùng mẹ Lan bước về phía trước nha con. Mẹ Lan nợ con một gia đình hạnh phúc, mẹ Lan xin khóc hôm nay nữa thôi, không khóc nữa. Mẹ con mình cùng nhau nương tựa đến hết kiếp này con gái yêu Helen nha. Sau nửa năm cố ca sĩ Vân Quang Long qua đời, Linh Lan tiếp tục cầu xin cộng đồng mạng tha cho hai mẹ con. Theo đó, trên trang cá nhân, Linh Lan vừa đăng tải video với tiêu đề Helen cầu xin tha cho mẹ Lan để mẹ Lan làm kiếm tiền mua sữa cho con. Helen cảm ơn. Trong video có sự xuất hiện của bé Helen, con gái chung giữa cố ca sĩ Vân Quang Long và Linh Lan, cô mong muốn được buông tha khỏi những lời chỉ trích, dẹm pha để làm việc nuôi con để Vân Quang Long trên trời được an nghỉ. Linh Lan chia sẻ, anh chị làm ơn làm phước tha cho hai mẹ con Lan, chuyện cũng đã qua rồi thì thôi đừng nhắc lại nữa, để cho Lan còn làm việc nuôi con. Anh chị không cần phải đe dọa Lan như vậy đâu. Người đàn ông mà đi đe dọa người phụ nữ có đáng mặt đàn ông hay không? Còn các anh chị điện thoại làm phiền Lan như vậy, các chị thích lắm phải không? Nhưng nghiệp của anh chị sẽ trả hết cho con và gia đình anh chị đó biết không? Linh Lan cho biết có nhiều người đòi đốt căn nhà hiện tại của cô và con gái Helen đang sống. Anh chị đòi cho bay cái nóc nhà của Lan, thôi thì anh chị cứ xuống nhà của Lan đốt đi hay là cho bay nóc nhà đi. Lan bỏ tiền mua xăng cho nè, Lan bỏ tiền ra thuê người giúp anh chị tháo nóc nhà luôn nè anh chị chỉ cần lại nhà của lan chỉ đạo làm theo ý anh chị thôi trước những tấn công từ một số cư dân mạng linh lan cho biết sẽ cầu cứu công an cô sẽ cung cấp số điện thoại và những bằng chứng cho lời hăm dọa mình để nhờ cơ quan chính quyền giúp đỡ linh lan chia sẻ lan đã cố gắng làm việc thật nhiều thật nhiều để mệt mỏi để ngủ thật ngon quên hết chuyện đã qua sao đe dọa lan như vậy ác lắm anh chị biết nhà của lan ở mà xuống nhà luôn khỏi đe dọa hay đón đường lan gì hết nhân nào quả đó thôi anh chị nè luật nhân quả sẽ trả cho con hoặc gia đình của các bạn đó. Được biết sau khi Vân Quang Long qua đời vào cuối năm 2020, những ồn ào xảy đến khi Linh Lan xưng là vợ hai của cố ca sĩ và có một cô con gái chung. Tuy nhiên phía gia đình Vân Quang Long lại không công nhận điều này, dẫn đến những điều qua tiếng lại đến giờ chưa dứt. Về phía Linh Lan, cô vấp phải làn sóng chỉ trích lớn từ dư luận vì những ồn ào sau sự ra đi của Vân Quang Long. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo